Xin chào cả nhà. Hiện tại Hồng đang có mặt tại Thẩm mỹ viện Gang Ho, số 57 đường 3 tháng 2, phường 1, quận 10. Thì ngày hôm nay rất vui là Thẩm mỹ viện Gang Ho được đón tiếp một vị khách hàng đã thực hiện dịch vụ gây tê plus và mắt sửa lại được 12 ngày. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu các vị khách hàng cho khách hàng được biết ha. Mình tên Ivy, mình sống ở bên Mỹ. Thì theo em được biết là chị đến Thẩm mỹ viện Gang Ho để thực hiện dịch vụ nâng mũi sụn sườn và mắt sửa lại đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chị có thể chia sẻ cho các bạn biết là trước đó vì lý do gì mà chị quyết định đi sửa lại ạ? Tại vì mình có đi vô mấy cái tiệm mà gội đầu, làm tay với làm về facial, làm về mặt á, nên mình có thấy mấy cái bạn ở trong chổng làm mắt rất là đẹp, cắt mắt như cái mắt nhìn rất là có hồn, rất là đẹp. Mình cũng mới cắt mắt mấy tháng trước nè, mắt mình cắt thì cũng ok, chứ không phải là gọi là xấu, nhưng mà tại vì mình thấy mấy bạn á có mắt đẹp quá nên bởi vì mình hỏi là làm ở đâu thì người ta mới nói làm ở Gang Ho bác sĩ Phùng Mạnh Cường, nên bởi vì mình mới tới đây tư vấn. Thì chị chia sẻ thêm là không biết là mắt và mũi của chị mình đã làm bao nhiêu lần rồi ạ? Mắt thì lần cắt lần thứ hai, mũi thì lần thứ ba. Thì hai lần trước á, thì mình không hài lòng như thế nào về hai lần trước mà chị quyết tâm đi làm vào lần thứ ba này? Mũi hả? Thì mũi á, lần đầu tiên mình làm thì nó hơi bị nhỏ, nhưng mà lần thứ hai làm thì mới đầu thì cũng đẹp nhưng mà sau nó bị lộ sóng á, nhiều quá nên mình không thích, nên mình mới trở lại đây muốn làm lại mũi. Vậy là chị biết tới Thẩm mỹ viện Gang Ho là qua bạn bè chị đã làm tại Thẩm mỹ viện đúng không ạ? Đúng rồi, với lại chị thấy nhiều, giống như chị đi ra ngoài chị gặp nhiều người á, nhưng mình hỏi á, như là mắt bác sĩ cắt rất là đẹp nên chị hỏi nên chị mới biết cái Thẩm mỹ viện này. Trước khi chị tới đây chị cũng lên trên mạng coi mấy tấm hình, làm research trước khi chị tới đây. Thì theo em được biết là chị đã thực hiện dịch vụ nâng mũi sụn sườn gây tê đúng không ạ? Đúng rồi. Thì trước đó là về dịch vụ nâng mũi sụn sườn thì như chị chia sẻ là hầu như đã được biết là sẽ là gây mê, nhưng mà bên em làm gây tê thì chị có lo lắng về cái điều đó không? Mới đầu tiên chị cũng hơi lo, tại vì mũi của chị làm nhiều cái nữa nên bởi vì cũng sợ, nhưng mà qua rồi cũng ok, không có gì. Vậy là chị chia sẻ là trong suốt quá trình làm có đau hay không? Không cưng. Mới đầu chích thì hơi sợ sợ, nhưng bác sĩ ở đây làm rất là nhẹ tay nên nếu mà các bạn nào muốn sửa sắc đẹp hay gì á thì đừng có lo. Thì hiện tại với diện mạo của mình là được 12 ngày rồi. Thì chị cảm nhận như thế nào? Mũi của chị thì chưa có hoàn toàn xong, nó cũng còn hơi sưng, nhưng mà thật ra mắt, nhưng mà dáng mũi thì chị cũng thích. Mắt thì nhìn nó rất là giống như có hồn, như chị nói vậy, bác sĩ sửa cái mắt á, không phải là nói là nhìn thấy mí đẹp, nhưng mà con mắt mình nhìn thấy như có hồn á, nên bởi vì chị rất là hài lòng. Sau khi chị làm mắt thì đôi mắt của chị trông tươi cười hơn đúng không? Đúng rồi. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật của chị nhé. Đây là hình ảnh gấp thẳng. Thì hiện tại là mắt của chị là lúc này á, là tình trạng mình đã làm mắt được sau 8 tháng đúng không ạ? Sau 8 tháng nhưng mà cả nhà có thể thấy là nếp mí hầu như là không có và da nó bị sụp. Và chị thực hiện dịch vụ là dịch vụ cắt mắt đúng không ạ? Trước đó là cắt mắt đúng không? Thì các bạn có thể thấy là mặc dù là cắt mắt thôi nhưng mà sau 8 tháng thì mí mắt đã bị sụp hoàn toàn. Cho nên là chị tìm tới Thẩm mỹ viện Gang Ho để chỉnh sửa lại. Và về phần mũi của chị thì các bạn có thể thấy là đây là phần bị lộ sóng các bạn ha. Chúng ta nhìn ở cái góc độ này thì nhìn thấy sóng mũi có vẻ là hơi lệch. Đây là góc nghiêng của chị ha cả nhà. Thì đây với diện mạo hiện cả nhà có thể so sánh thì đây là diện mạo hiện tại của chị nhé. Thì cái cảm nhận của mọi người khi nhìn thấy chị ở cái diện mạo mới như thế này? Nghĩ lần trước do lấy mỡ, lấy mí mắt hơi nhiều á, thường thường người ta sửa cắt gà thì mình cảm thấy mình trẻ trung hơn, nhưng mà chị quyết định lại đây làm lại mí dưới là tại do khi mà chị cười thì cảm thấy giống như là nhăn nhiều hơn, còn nhăn nhiều hơn lúc mà chị chưa làm nữa, nên bởi vì chị lại đây làm lại thì thấy mắt đầy đặn hơn, khi cười thì không có còn cái nhăn nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ Thẩm mỹ viện sẽ cho các bạn là xem một hình ảnh so sánh. Thì Thẩm mỹ viện Gang Ho đã xử lý hết những cái vùng da thừa của chị và lấp đầy ở cái vùng này, cho nên là khi chị cười sẽ không còn nhăn nữa ha. Thì đây là hình ảnh cũ của chị, cả nhà thấy ha, mi dưới của chị. Thì cái mi dưới nó đóng vai trò rất là quan trọng để giúp đôi mắt của mình trông nó có tươi trẻ hơn hay không. Thì chị có thể chia sẻ lại thêm cho khách hàng một lần nữa là chị đã thực hiện dịch vụ là 3 combo này, mắt sửa lại và thứ ba là mi dưới perfect. Thì chị
chia sẻ là cả trong quá trình làm thực hiện ba dịch vụ cùng một lúc như vậy thì chị có thấy mệt hay là mệt sau hậu phẫu hay là đau sau hậu phẫu không? Không, thật ra là mới đầu chị cũng hơi sợ là cảm thấy giống như mình làm nhiều quá. Nhưng mà thật ra khi mà em làm ở đây có nhiều bác sĩ giúp nhau, rồi có y tá họ lo cho mình rất là kỹ, nên cũng có chút thời gian mình nghỉ ngơi giữa giữa lúc mình làm, nên chị cảm thấy ok, không có gì, không có vấn đề gì. Dạ. Vậy sau khi mà chị làm xong á, chị có thể đi lại về nhà bình thường đúng không? Chị làm xong thì chị đi về mà, cùng Dạ. ngày. Dạ. À, vừa rồi là sự chia sẻ của vị khách hàng đã thực hiện combo 3 dịch vụ. Thì nếu như mà khi khách hàng đã coi livestream ngày hôm nay có thắc mắc gì, hãy để lại một dấu chấm hoặc trực tiếp inbox cho thẩm mỹ viện Đăng Hu để được giải đáp nha cả nhà. Xin chào cả nhà và buổi livestream ngày hôm sau.